của Đức Thế Tôn gọi là Phật Sự Gọi tắt là Phật Sự Phật Sự của Đức Thế Tôn là gì? Là giảng kinh dạy học Bắt đầu từ 30 tuổi Đến 79 tuổi thì viên tịch Không có ngày nào nghỉ Ngày ngày đều dạy Cuối cùng Ngài Niết Bàn vẫn dạy hàng đệ tử đây là tôn giả a nan đưa ra vấn đề để thỉnh giáo ngài đức phật tại thế chúng con lấy ngài làm thầy theo ngài học tập vậy sau khi ngài niết bàn chúng con theo ai học tập vì ngôn sao cùng của phật chính là trả lời câu hỏi này ngài nói lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Ngài nói hai câu này Rồi vào Niết Bàn à, Con người có thể trị giới khổ, Có thể chịu khổ Thì không khác gì, gì khi Phật còn tại thế Ngài suốt đời thị hiện Làm thương cho chúng ta Chính là trì giới, giới Chịu khổ Không, không thể trì giới Không chịu khổ được thì đây không phải là đệ tử phật bất luận là tại gia hay xuất gia đều có thể làm đệ tử của đức như lai chỉ cần chúng ta tuân thủ hai câu nói này ngày nay phật pháp suy yếu suy đồi đến cực điểm vì sao vậy vì mọi người đã phước bỏ giáo huấn của Đức Thế Tôn Không thể trì giới Không chịu khổ được Đến những giới điều Làm người cơ bản đều không tuân thủ Ngày xưa Tại gia học Phật Hành trì thập thiện nghiệp rất tốt Thường phẩm thập thiện Xuất gia học Phật Không những hoàn toàn hành trì được luật sa di Đến tỳ kheo, bồ tát giới Đều có thể tuân thủ Bồ Tát Tám vạn tế hạnh Thì kheo tiểu thừa Ba ngàn oai nghi Hiện nay không còn thấy nữa Ngay trong đời của tôi Trong thời đại này Pháp sư giảng kinh tôi đã gặp nhưng không có pháp sư giảng giới luật vì sao không có, có? vì Để người ta nghe đến giới luật liền quay đầu bỏ đi à, điều này không được làm mà điều kia cũng không được làm như này phạm tội như thế kia cũng phạm tội thôi vậy không học nữa vì, vì sao các pháp sư trước yếu đây yếu giảng yếu giới luật người ta nghe xong khâm phục học theo vì bản thân pháp sư đó làm được ngày nay chính bản thân pháp sư cũng ngại nói về giới luật vì sao vì không thực hành giảng về giới luật đồng nghĩa như chính mình mắng mình cho nên mọi người không còn đụng đến giới luật kết quả ra sao Kết quả rất bi thảm Sau khi chết Cũng gọi là vãng sanh Trên thực tế cũng vãng sanh thật Nhưng không biết vãng sanh vào đường nào Không phải Phật Đạo Không phải Bồ Tát Đạo Trong lục đạo Tuyệt đại đa số là đường súc sanh Đường ngạ quỷ, đường địa ngục Đều đi vào đó Chúng ta cần nghiên cứu những nguyên nhân này Vì sao lại biến thành như vậy Có quan hệ rất lớn Đến nếp sống xã hội Nếp sống xã hội ngày càng đi xuống trên mặt cơ bản con người đã vứt bỏ luân lý đạo đức nhân quả nói những thứ này là phong kiến là mê tín nên không còn cần nữa chúng ta học phần bất luận là tại gia hay xuất gia cũng bị ảnh hưởng nếp sống này không coi trọng giới luật như vậy thì không được không có giới luật là không có gốc Trong Phật Pháp chắc chắn không thể thành tựu được Học Phật mà không giữ giới luật đó là học giả Là phần tử tri thức Những gì họ học được là thường thức Phật học Hoặc là tri thức Phật học Tri thức về kinh điển Không phải là trí tuệ tam học giới định tuệ đối với họ mà nói là không hề đụng tới thì làm sao họ thành tựu được điều này chúng ta không thể không biết